Mẫu này nha, màu xanh đen nha khách. Tay vậy nè, phối cổ vậy nè. Mấy cái kiểu này em về á, là mấy chị mua dễ mặc lắm. Mặc ở nhà á, mặc nó lịch sự. Mà đi ra đường á, đi đâu đi chợ này kia thích nè. Khỏi cần thay đồ cũng được nữa. Đi chợ, đi chơi xíu về đó. Đó. Mặc lên đẹp lắm. Mà này là màu xanh đen nha. Rồi lấy màu xanh đen ra đem. Mà này là màu tím nha. Áo viền nè, em quay cận cảnh cho mấy chị coi nè. Cái áo viền nè, có nút vậy nè. Đó, vải lụa nha. Cái quần có túi nha. Đó, quần có túi nha, đường thun nha. Vải nó rất là mềm mướt luôn nè, mấy chị thấy không? Đó, dày dặn nha. Phơm mà mặc lên mướt rượt luôn. Rồi qua màu đỏ cho em. Phơm nó tầm 40-60kg nha mấy chị. Quần lỡ nha. Quần này rộng rãi, thoải mái, che đùi tốt. Đi vòng ra đường kia đi. Thấy ra tao quay màu đỏ nha mấy chị. Thấy người ta đang tác nghiệp không? Bây giờ màu vàng, cái này mà ở ngoài nó là màu vàng nghệ, nó hơi tối hơn một tí. Cái này nó lên hình nó hơi sáng để quay cận cảnh đó. Tí kiểu nè, đường mai nè đó. Quần là quần lỡ nha, đường mai nha. Nhiều màu lắm, có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu xanh đen, xanh biển, xanh ngọc. Đây màu hồng đây, trời ơi, xiết cái quần, xiết cái bộ đồ gì nhìn thấy ghê quá. Mấy chị thông cảm coi giùm em cái tông hoa thôi nha. Bé nhân viên em nó xiết quay nhanh cho mấy chị coi cho nó nhanh. Đó, màu tím nè, xiết cái quần người ta. Thấy mắc cười không? Thôi kệ đi, thông cảm cho bé nha. Xanh ngọc. Em có chụp hình của cái đồ nữa, mấy chị nằm lấy hình về bán thì lưu hình đẹp nha. Còn cái này em quay video cho mấy chị coi nha, chất liệu nha. Bên em bán hình chụp sao thì hàng của em nó như vậy đó. Mà xanh ngọc nha, mà xanh biển nha. Đó, có kinh nghiệm mà ship lại còn gọn hơn được tí rồi. Thấy nó cũng đẹp đẹp hơn xíu rồi đó mấy chị. Rồi, hết bản màu của mẫu này nha.